thôi. Very chap girl, no. No. Tôi rất là trung thủy mọi người ơi. Tôi yêu ai, tôi chỉ yêu một người. Tôi là good girl. Ngốc nghếch girl. Không có. Những người nói vậy hay nhiều mối lắm. Không có ai mối nào hết. Trời ơi, nói gì vậy? Không có, không có đâu. Không có, không có ai hết. Thôi mọi người đừng hỏi nữa mà. Mọi người đừng hỏi nữa. Phương Nhi có YouTube không? Có. Kênh YouTube của Phương Nhi là Cannibal Official. Mọi người quẹo lựa follow TikTok Phương Nhi, xong rồi mọi người quẹo lựa qua follow subscribe kênh YouTube của Phương Nhi nha. Gì đây? Một mờ follow vô tư. Gửi đào hiền BK đi Phương Nhi. Không biết, Phương Nhi không biết BK. Mọi người hỏi đào hiền coi. Thì để tôi xem. Phương Nhi cười em cắt màn hình, ok. Mưa quá à, mưa quá mọi người ơi. Quá là mưa luôn á. Chị Nhi đi dây size giày size bao nhiêu? Phương Nhi đi size giày 35. Nếu mà giày cao gót thì 35, còn nếu mà giày giày thể thao thì đi thêm cả tất nữa thì Phương Nhi nghĩ là tầm 30 37 36 37 gì đó. Phương Nhi nghĩ sao về tân hoa hậu năm nay? Đương nhiên thì Phương Nhi nghĩ là ý Nhi là một bạn rất là Phương, ý như bằng tuổi Phương Nhi đúng không? Thì Phương Nhi nghĩ là ý như là một bạn rất là đẹp, rất là cao. Bạn còn là người đẹp thời trang, người đẹp biển nữa. Thì Phương Nhi nghĩ là ban tổ chức chọn cũng đã có lý do của ban tổ chức rồi, của ban giám khảo rồi. Nên là ý Nhi đương nhiên là một người rất là tiềm năng. Chị biết anh Quân stylist không ạ? Stylist tôi mà. Nói gì vậy? Người đẹp ý là top 5 người đẹp biển, còn người đẹp biển là Bùi Khánh Linh. Có Phương Nhi đang nêu lên để Phương Nhi bị cận. Nhưng mà Phương Nhi đeo lên thì cũng chỉ Phương Nhi rất là sợ những cái len mà nó dẫn trọng ấy. Thật sự mình rất là sợ đấy. Mình rất thích những cái len mà nó vừa cái tròng mắt của mình nó áp tròng chứ không phải giãn tròng. Giãn tròng sợ lắm, nhìn ghê lắm. Phương Nhi có nối mi không? Không. Vòng hoa. Chị Đào Hiền chờ chị kìa. Đâu? Đào Hiền đâu? Không bị cận có đeo lên được không? Hình như chị nghĩ là có. Em thấy chị trên TikTok của anh Dennis. Ừ. Bí mật. Bí mật. Như cận mấy độ hả? Như cận mà một mắt 3, một mắt 4 khá là nặng. Nên là Phương Nhi phải. Mà Phương Nhi rất là ghét việc mà không nhìn thấy cái gì ấy. Nhưng mà đeo kính thì nó không có tiện lắm. Mình cũng ít đeo kính nữa. Chuẩn bị debut làm diễn viên rồi. Yeah. Mọi người coi coi. Mọi người đoán xem. Mọi người đoán xem. Mọi người
mọi người đoán xem có rất là nhiều thứ đang phải làm. Mổ mắt đó không? Hiện tại Phương Nhi chưa mổ mắt được, Phương Nhi sợ. Phương Nhi không thích mổ mắt. Có, Phương Nhi có kênh YouTube Cannibal Official. Mọi người vào follow Cannibal Official nha. Phương Nhi bắt bao nhiêu kính là không biết nữa. Bữa đi Quy Nhơn mất luôn cái kính màu hồng ấy. Cái kính mà bữa trên lạ trên TikTok của Phương Nhi mà ekip đăng á, là Phương Nhi mất cái đó rồi đó. Đi thi về mổ cận thôi. Tôi không thích mổ cận. Tôi thích mọi thứ nó lúc mình thích nhìn thì mình đeo kính, đeo len. Còn lúc mà mình không thích nhìn cái gì thì mình coi như là mình không nhìn nữa. Phương Nhi xài dầu gội bưởi. Chắc Phương Nhi khá là phồng. Trộm vía tóc Phương Nhi khá là phồng. Phương Nhi thích cái kiểu tóc messy này. Kiểu tóc mà không bằng nếp, không xịt keo. Tóc mà nó cứ phồng, xong rồi nó cứ rối này, nhìn nó giống Hansuhi, nhìn giống Sita ở Hansuhi đố. Dạo này 300 like quá, thì đang đẩy cho lên 1M này, mọi người lên 1M vô tư giúp tôi nha. Đúng rồi, Phương Nhi để tóc tự nhiên, tóc Phương Nhi không có. Hồi nay tóc Phương Nhi dài á. Bữa tự nhiên đi cắt tóc ngang, hơi ngắn nữa. Người ơi, tôi vất mạng. Sorry mọi người. Sorry mọi người, em mất mạng. Sập like. Tụt 4.5k view. Quên đóng tiền mạng mọi người ơi. Cái mạng là tôi không xài nữa chứ. Xong rồi Cắm ập cắn. Sorry mọi người. Em mất mạng. Mời Đào Hiền hả? Đào Hiền vô chưa? Thì để tôi mời nè. Sorry mọi người. Đào Hiền vô để tôi mời nè mọi người. Mọi người vô lại vô tư giúp tôi nha. Tụt 4.5k view vô tư. Biết chắc là biết mời. Nãy chơi đếm số hả? Tự nhiên vào thấy mọi người đếm số quá trời. Cảm ơn 1.600 người đã vô tư ở lại. Cho dù biết là Phương Nhi có khả năng là không thể vào nữa. Hết rồi, mọi người vào vô tư giúp tôi. Nãy em bị mất mạng. Đào Hiền mời like đâu? Đâu thấy đâu mọi người. Mời Ý Nhi nè, mời Đào Hiền nè, mời Minh Kiên nè, mời mọi người vô chơi chung cho vui. Tôi không biết mời, bấm vào xanh hồng để mời nhưng mà không thấy gì trơn. Hình như Đào Hiền phải like thì mới mời được hay sao. Người thì năng lái à? Đâu thấy đâu ta. Không thấy gì trơn.
không thấy. Hiền gấu à? Đâu thấy đâu. Đâu thấy gì đâu. Đâu thấy gì đâu ta. Sáng tại vì tôi xài đèn đó. Mọi người thấy tôi đầu tư cỡ đó để quay TikTok. Không thấy gì trơn. Tìm nào hiện đâu thấy. Nghe nói cùng kiếm người chuyện chat lắm hả? Không biết nữa. Follow mới thấy được. Mọi người ơi, cái TikTok này tôi follow ai tôi cũng không biết nữa cơ. Cái này cũng ekip. Ekip cũng xài. Chờ người ta mời. Ừ chắc vậy đi. Ngủ quá. Trời ơi, nãy vừa đi ra supply. May mà không supply. Phương Nhi ngủ sớm lắm. Nay Phương Nhi có nhu cầu ngủ sớm. Áo tím là của Onlinemate nha mọi người. Chín trăm tám mươi tám. Yes, thank you. Phương Nhi ở chung với Mai Phương, không ở chung với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc ở nhà khác. Mai có live tiếp không hả? Mai thì chắc là không đâu. 11:30, 12 giờ. Mai, để coi. Mới khen 100 like xong. Cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà sớm rồi, 12, 11:30, 12 giờ là sớm rồi đó trời. 1 giờ, cái đó không phải tôi đăng đâu, ekip đăng á, tôi cũng đăng. Trời ơi, 11 giờ là sớm rồi đấy mấy bà, chứ mấy giờ mới sớm? 12 giờ sớm hả? Hay là 10 giờ sớm, 10 giờ sớm ra ngủ được, Gen Z mà đi 10 giờ đi ngủ hả? Nhắn tin với nhiều người chắc ngủ chết. Không biết. Không biết nữa. Tím hả? Áo tím Phương Nhi mới đăng là Onlinemate.
Đào Hiền mới ạ. Đây, để tôi coi nào. Đâu thấy đâu. Đâu có thấy. Không có thấy. Sao mà nó khó xài dữ. Đào Hiền không biết cách mời, mọi người chỉ cho Đào Hiền đi. Đâu Bùi Khánh Linh đâu? Đâu? Đâu có thấy đâu. Bùi Khánh Linh đang coi comment coi. Đây Phương Nhi làm bộ stop hả? Yes. Yeah, Phương Nhi đang để tóc tự nhiên. Phương Nhi thích cái kiểu tóc vậy. Xù xù. Mà tơi tơi nữa. Tóc đẹp hả? Trộm vía. Tóc Phương Nhi là kiểu xoăn kiểu gì ạ? Tóc Phương Nhi là kiểu làm xoăn xong rồi nó bị giãn ra ấy. Hình như xoăn này là xoăn kiểu xoăn từ đây này, nhưng mà nó là trục, nó là hình như là cây xoăn 32 cây xoăn 32. Nó hiểu lên tiếng này. Mọi người chỉ đi, mọi người chỉ cho Đào Hiền đi. À, đây rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy nhỏ rồi. Chào Phương Nhi. Chào bà nha. Ngồi loay hoay một lát không biết mời kiểu gì, thấy mọi người bình luận mời quá trời. Em đã mời. Ủa chị Đào Hiền là sinh năm 2001 đúng không? Ừ chị 2001. Ok chị em đã mời được chị rồi đó. Chị mới xài TikTok chị không biết. Trời ơi. Chị thấy em ok không? Xinh. Ý em là chị thấy em ok không? Có nghĩa là chị thắng em công nghệ ok không? À thấy chị cũng không biết là em chơi một thời gian lâu rồi nên là chắc chắn là phải ok rồi đúng không? Ừ, chắc em là bà hoàng công nghệ của Sen Vàng rồi còn gì. Em khai thách, em làm gì cũng ok. Thế hả? Hôm nay chị đi media tour sao rồi? À không, bọn chị đi media tour xong rồi, hôm nay em bắt đầu đi trả tiền chợ. Đi trả tiền chợ ấy, đi event rồi này kia thôi. Lúc tối vừa gặp chị Phương Anh. Gặp ở đâu? Gặp ở event event triển lãm tranh á. Xong rồi mấy chị em quay chung Ủa em đang học hả? Trời ơi, chấm gì nữa. Học nhưng mà vẫn chạy KPI hay gì đây. 1 million chị ơi, đang đẩy lên 1 triệu follow. Xem nếu mà em thắng thì em sẽ được mẹ Dung bao một chầu ăn, còn nếu mà em thua thì em sẽ phải bao lại. Nên là em đang phải đẩy một cách nhiệt tình. Mọi người ơi, mọi người kêu gọi follow đúng không? Kêu gọi follow cho Á hậu Phương Nhi nhá, chờ xíu để đi tìm top 3 kêu gọi giùm Phương Nhi. Kêu giúp em đi.
Ok, đây chị đang đi tìm thêm người kêu gọi cho em đây. Mà bây giờ được bao nhiêu rồi? nè. Bây giờ Chị là ơi. 988 hay sao ấy. À thế thì sắp rồi miếng. Để em siêng không trời. Quá siêu. 988. Thì giờ mình không muốn, mình không muốn. Em biết cái gì đâu, mình khen đâu. Anh Kim mình bảo mắt. Xíu qua lại nha. Chờ xíu, hoa hậu đang phỏng vấn để tìm Minh Kiên. Nhi à? Ý Nhi bằng tuổi ta. Đúng rồi, ý Nhi bằng tuổi em. Thế nhau. Em đang làm gì vậy? Em đang livestream ấy. Chị cũng đang livestream của người Á hậu Phương Nhi này. Em kêu gọi giúp Á hậu Phương Nhi lên 1 triệu. 1 triệu nha. Thì ra đây là lý do mọi người bảo là chị Phương Nhi mời rủ livestream chung. Chẳng qua là chị để kêu gọi thôi sao? Đúng vậy, tất cả đều có lý do, tất cả đều có lý do thôi. Chưa bao giờ tâm có ý định như vậy. Chị rất muốn chơi với mọi người nhưng mà từ hồi đến giờ chị chưa được gặp top 3 mới. Tao muốn rủ đi chơi mà chưa được gặp top 3 mới, có tức không? Top 3 mới quá trời bận rộn rồi. Cũng không bận lắm. Nhưng mà để xem là ở đây có 2,3 nghìn người. Ủa tức là cả hai đều cùng cùng đang like ở cái tài khoản của riêng mình đúng không? Phương Nhi? Hay là em đang vào like của chị hay là sao? Chị không hiểu lắm. Ủa xong câu nghe câu không gì ta? Nghe được em nói không? Chị nghe được rồi. Chị nghe được em nói không? Chắc là do cái loa của em á. Ok, 2,4 nghìn người xem livestream của Đào Hiền qua follow và kêu gọi follow cho Phương Nghi nha. Kêu gọi Phương Nghi nha. 5,9 người đang coi livestream của Phương Nghi cũng quẹo lựa qua follow top 3 nha. Cảm ơn Phương Nghi. Nè, tao ba mới nha. Trời xíu nè. Cái gì đâu phỏng vấn mọi người ơi. Chờ xíu đủ top 3 rồi sẽ bật ba cái livestream kêu gọi giùm. Thank you. Ủa em đang học gì á? Em đâu học đâu, em ngồi em ký chơi thôi chứ em đâu học đâu nè. Wing Hotel này chả biết ai cầm về nè. Ai cầm sang nhà em nè. Nè, ở bên khách sạn chị á. Ủa, hả? Em ở phòng nào? Em ở nhà chung với Mai Phương. Em đang ở nhà. Ừ. Em ở nhà thôi chứ em đâu ở khách sạn đâu. Em ở nhà của em mà. Ủa, rồi chị có vào đây luôn không hay là chị về Hà Nội học? Để chị coi khả năng là với công việc như này chắc phải vào đây. Tại vì chị học cũng gần xong rồi á, chị chỉ còn một buổi bảo vệ nữa là xong ấy. Nên là cũng chắc là vào đây cho thuận tiện. Chưa có gặp Phương Nhi ở ngoài ha. Ý là chưa có giao lưu nói chuyện ở ngoài. Cái loa của em khó nghe ghê, nghe lắm không. Mấy hay là do cái mạng lát rồi. Tức ghê thôi. À em biết. Ấy là lẻ lắm mọi người, nhớ ghé qua từng nhà. Ủa? Mình nhé. Hay là để em ra tay ngay rồi nhỉ. Alo. Để dành. Ơi chị alo. Nghe rồi. Mọi người được chưa? Ừ. Nghe rõ hơn. Mọi người nghe được chưa? Hình như cái của em bị gì câu được câu không ấy. Em để điện thoại nhưng mà như vậy thì nó mới dựng lên được. Thoại thường nhạc các bên kia cũng bỏ như vậy nó mới dựng lên được. Ok chưa? Ok rồi. Em đeo tai nghe vào hình như rõ hơn đúng không? Chị bước vô cái máy bay xong rồi chị bước để xem mọi người nói ok rồi đó. Tôi sẽ chặn mấy cái tài khoản này. Được rồi mọi người đừng có được rồi nghe rõ rồi vô tư rồi trời ơi chị hôm nào đi chơi nha
Ok. Đang đợi đợi là... chị. Ừ, đợi sao? Chị xong công việc xong hôm nào. Hôm nào đơn giản thôi, mình đi chơi đơn giản vô tư thôi. Mình đi ăn xiên bẩn. Ừ, mình đi ăn xiên bẩn xong rồi mình đi chụp hình đó, đồ đó, đám chuyện vô tư đó. Trời. Vô tư thôi. Vô tư chứ sao nữa, mình phải đi chơi nhiều lên. Chị đang bảo đi. Sao chị? Sao đi đâu, đi đâu? Đi ăn ốc. Cái bài gì? Ok, chị cũng rất là thích ăn ốc. Ê, hôm trước thì vừa mới nghe cái vụ mà vừa mới nghe ai nhỉ? Ai kể em cái vụ mà đợt em đi thi ấy thì dì Dung có hỏi là cái đợt em đi thi là em tốn nhiều tiền không, thì có ai ấy bảo em ăn hết chỉ tốn 2 triệu tiền ăn xiên bẩn trước khách sạn đúng không? Đúng rồi, 2 triệu tiền ăn xiên bẩn. Chấn động em rồi đợt đó em cứ hộp đợt đi thi ấy là em vô tư lắm, em cứ sơ hở là em xì chết cái là em đang xin bẩn. Mà chị biết ở Quy Nhơn cái chỗ Floridly mà chị em mình ở là đằng trước nó sẽ có một cái hàng, có một dãy xin bẩn luôn, thì là em sẽ đi ra quảng trường em đang xin bẩn xong rồi là em sẽ đi em sẽ đi ăn ốc hoặc là em sẽ đi ra ngoài quảng trường em ngồi uống trà chanh. Ừ. Đó là em chỉ có ăn vô tư vậy thôi á. Nhưng mà chị nhớ là cái hồi em đi thi là trông body em kiểu đúng kiểu khô luôn mà. Trông kiểu khét lẹt về cái mũi chứ. Con bé chắc nó ăn uống cẩn thận dữ lắm. Ai dè mà ăn nhiều xin bẩn dữ nhỉ. Nhưng mà đợt đó em hơi gầy, đợt đó em gầy quá, nhìn người em khô dã man luôn á. Ôi mà nó đẹp, trông kiểu chắc chắn mà, trông cũng kiểu sâu múi này nọ. Ôi nhưng mà bụng em thì có múi, em thì có múi. Ừ. Em thì có trông múi. Cũng sâu múi này nọ. Cái nội tạng của mình múi không? Mà chị cũng có nhưng mà đến lúc mà chị tăng cân là nó mất hết tiêu, nhưng mà vẫn có nha, mà nhìn vẫn thấy, thầy cô nhìn vẫn thấy có cơ nha. Có mà thật ra là để kể cho chuyện cho mọi người coi, chị đi hiền với Phương Nhi hình như có duyên, cũng có duyên rồi, hình như chỉ có mỗi ý Nhi là Phương Nhi không có gặp nhiều thôi, chứ chị Hiền này là Phương Nhi đi chung một cái dự án nhân ái ở dưới chỗ gần công ty, xong rồi là ai nhỉ, bé Minh Kiên thì nắm tay ở người đẹp thể thao, với lại là đi làm chung một cái dự án nhân ái nữa. Đó, chỉ có mỗi ý như là gặp không nhiều thôi. Đúng rồi, cũng có cái duyên là cái hồi mà làm chung dự án nhân ái là thứ nhất, thứ hai nữa là chơi chung với Bùi Khánh Linh. chị cũng chơi với Bùi Khánh Linh hả? Ờ, chị thân với Bùi Hành Linh, chị là người kiểu ở chung phòng với Bùi Hành Linh. Hồi đó Linh bảo với chị là sao em cứ chơi thân với ai là người đó inbox cao nha. Xong cái hồi ở trong cuộc thi ấy, Linh nói với chị câu đó. Xong rồi chị cũng không nghĩ nhiều về sao, tự nhiên bây giờ mới nhớ lại cái câu này, thấy cũng thấy cũng duyên. Cờ chị tí chị nghe cái điện thoại ấy. Chị Hiền nó phải nghe điện thoại rồi. Đợi xíu. vô tư mưa quá mọi người ơi. Meo 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 meo, ngồi tập tí chuẩn bị cho fan meeting. Tôi chưa bao giờ ngại đâu, tôi chưa bao giờ ngại. Tôi rất bình thường. Tôi rất bình thường. Tôi rất bình thường, tôi thì sao cũng được. Tao Hiền nghe điện thoại lâu vậy. Hiền là nghe điện thoại lâu vậy. À,
kêu gọi gọi dùm ấy kìa. Con bé nó bảo là con bé nó sán ngôi Phương Nhi, Á Hậu Phương Nhi. Bây giờ trở thành thành viên nhỏ nhất của nhà Sen Ba. Á Hậu Phương Nhi bình thường cũng kiểu em út kiểu Minh Kiên hả? Trời ơi Minh Kiên ơi, em phải sán ngôi Ngọc Hằng chứ sao em sán ngôi chị lớn hơn Ngọc Hằng mà. Chị lớn hơn Ngọc Hằng mà. Trời ơi, nữa lại bỏ tôi một mình nữa. Tức ghê, tôi phải đi ra để tôi nói chuyện phải trái với Đào Hiền coi. Tắt tiếng rồi đâu nghe gì đâu. Bị cô đơn à? Không, chưa bao giờ cô đơn. Chắp gần, à, không, không, tôi không phải chắp gần. Vô tư nha chị ơi, vô tư, vô tư. Bảo Khương Nhi chắp cơ, ai mà ác vậy? À. Ê, không, em không phải chắp gần. Em bình thường lắm. Ừ, thì ý là chị đang bảo ai, tự nhiên bảo em chắp gần, ác như vậy. Không, em bình thường lắm, chị đừng tin lời mọi người nói, tác đổn không, ly tinh không ạ? À? Có chắc không? Chị Hiền, hôm nào chị Hiền gặp em đi. Chị Hiền sẽ biết. Biết gì? Biết thì biết thôi chứ biết gì. Nghe sợ sợ nha. Biết gì? Ai biết tự nhiên nói nghe mùi sợ sợ nha. Là sao? À, bọn chị đang hôm qua nói chuyện với lại dì Dung. Bọn chị đang bảo là đợt này top 3 mới với lại top 3 cũ đang kiểu đang có cái sự liên quan với nhau và đang hot đồng đều ấy. Thì chị đang nghĩ là làm cái gì đó link với nhau, liên quan với nhau. Ví dụ như là bọn chị sẽ livestream gì đó với lại gia cô bay Mai Phương chẳng hạn. Cũng như support chị Mai Phương trong cái dự án nhân này cho cuộc thích. Yeah. Nên chị thấy cũng hay nên cũng sắp chị Phương cũng livestream nhiều mà mọi người qua phụ chị Phương like cho cô á. Tại vì hồi trước bọn em cũng hay like cho chị Phương mà đợt này thì cũng bọn em cũng kiểu nhiều việc cá nhân á, lịch trình cá nhân là bọn em không có like được. Em Bảo Ngọc cũng hay like cho Mai Phương mà. Đó thì chị đang nghĩ là nếu mà top 3 mới rồi top 3 cũ làm thì kiểu link với nhau cũng được, cũng hay đi chơi thôi. Các chị, tại vì em với lại chị Mai Phương cũng chưa đi thi, cũng sắp đi thi, thế nên là cũng phụ các em. Vâng, phụ em với chị Mai Phương đi chơi. Ừ, đi chơi là phụ đó. Đi chơi chứ, phải đi chơi chứ. Đúng, phụ là phải kêu gọi mọi người ơi, tăng follow, qua kéo nhau qua follow Phương Nhi nhá. Thank you. Lên 1 triệu ấy. Thôi 1 triệu cũng được. Sắp rồi. Mọi người kéo nhau qua đó đi. Mời ơi. Có cách nào kéo nhau qua đó không? Em làm trước nha. Ê, mọi người kéo nhau qua follow Phương Nhi đủ 1 triệu là hai chị em sẽ đi chơi livestream cùng nhau cho mọi người coi. Trời ơi, kể cả không có vậy thì bọn mình cũng phải đi chơi chị ơi. Ê, mình phải đặt ra cái phần thưởng gì đấy để cho người ta làm chứ, trời ơi. Em rất thích đi chơi, em rất thích đi chơi mọi người. Em rất thích đi chơi. Được chưa? Xong chưa? Xong rồi. Rồi. Hi. Ok, đăng ký biết là... Hello em nha. Hello em gái nha. Dạ á mới chào á 22. Ủa lộn, á 23 chào á 22. Hello 23 nha. Ê Minh Kiên ơi, chị dạ. Hiền, chị có thấy hôm bữa mọi người chế cái gì nhỉ, mọi người gửi cái ảnh của Tina với Charlotte xong rồi hai chị em mình y chang. Ở sao trùng hợp ha. Ừ quá trùng hợp luôn á. Mà nên cái váy hồng y chang luôn. Vậy là chị Hiền biết không? Cái gì? Không biết rồi, những mặt là biết không biết rồi. Biết cái gì cơ? Thấy chưa? Ê chị là kiểu ít lên mạng xã hội, chị cũng không dành mấy cái gì mới, thông tin mới lắm nhỉ? Chị lâu kỳ à? Chị lâu kỳ đó. Chị sai hai cái mà cái gì chị cũng không biết hết trơn. Ừ. Chị mới lên mạng xã hội, chị mới tập xài TikTok, mới tập đăng Facebook.
Lâu kỳ à chị, à lâu kỳ không không high tech à? Không high tech. Trời ơi, chị phải update bản thân mình nhiều lên. Chị phải coi coi TikTok nhiều lên. Ôi làm trời việc. ơi. Nghe chưa? Mình kia ra xem thế cửa sổ ấy, mình kia. Như thế nào mới là gọi là thật chân? Ấy lộn, cười thật. Cười thật, em phải cười bằng con mắt nữa. Em đừng cười một nụ cười vô tri vậy. Thật dữ chưa chị? Chấn động thì chứ. Hôm nào đi chơi nha, hôm nào đi chơi để cho em thực hiện KPI của em nha. KPI gì vậy? KPI ôm hết các chị đẹp nhà xem vàng. Em á hả? Em ừ. Ừ. Em chị... còn cái à chị hả? Ừ, chị chưa ôm các bạn em mới. Biết chị em của Phương Nhi hả? Em biết. Lúc em nãy có... á. Ừ, lúc nãy vừa mới nhắc đến Phương Nhi cái vụ này á, tại vì là chị quay TikTok với lại chị Phương Anh xong rồi cái ekip bảo là làm cái trend mà ôm các chị nhờ xin vàng, hơn bảo không, Phương Nhi làm cái này rồi bây giờ phải làm cái khác, phải bế các chị nhờ xin vàng. Bế nổi không? Chị bế nổi không? Không bế nổi thì cõng. Không bế nổi thì người ta bế mình. Em có một cái KPI nè. KPI gì vậy? Đi xin lỗi. Gì vậy? KPI đi xin lỗi. Nói gì xin lỗi. Xin lỗi, mới nãy em nhầm họ và tên của chị Phương Anh á. Em hay nhầm họ và tên của chị không? Không, chị là Nguyễn Phương Nhi. Chứ em nhầm họ tên của chị Bảo Ngọc không? Dạ không, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Tại mẹ Dung chuyên gia nhầm họ và tên của chị Bảo Ngọc luôn. Ô chi là sao mọi người? Chúng tôi đang nói chuyện rất là vui vẻ. Tại vì đây là tính ra đây là lần đầu tiên mà Phương Nhi nói chuyện với top 3 mới á. Ừ, thiếu mỗi ý Nhi, nhưng mà ý, có ý Nhi ở đây hay không thì cũng như nhau. Tại vì ý Nhi sẽ cũng chưa nói chuyện với ý Nhi luôn. Tại vì đăng quang, các bạn đăng quang xong, Phương Nhi hỏi Minh Kiên một câu là: em ơi, sinh năm bao nhiêu? Chị không biết, chị không biết. Chị tưởng em sinh năm 2K3. Thì chắc em nhỏ hơn chị tầm tuổi, nhưng em nhỏ hơn chị tầm 2 tuổi lận. Giáo bên đầu kia bị đơ. Ông ngó đang xem bình luận xem mọi người nói gì. Em cũng đang xem bình luận. Ủa không, anh nghe Phương Nhi nói hả? Ừ. Chị tưởng đang nghe Phương Nhi nói nên chị mới đọc bình luận. Tại vì chị thấy là em với Phương Nhi đang nói chuyện với nhau nên chị mới đọc bình luận. Trời ơi, hai người cứ nút xịt keo ấy, vừa nói đâu không ai phải đứng câu nào hết trơn. Tức ghê trời. Không quê miễn là không quê miễn là hai bà cái xịt keo đang nói xong định coi phản ứng mọi người thứ hai bà vậy. Em nói lại, em nói gì ạ? Em quên tiểu. Em chả nhớ gì. Mình kia xịt keo em chả nhớ gì trơn. Nhưng mà công nhận hai chị em mình có duyên ghê. Ừ, tính là Phương Nhi với mình kia có duyên á. Đa duyên số gì? Toàn gặp không mà. À vậy hả? Chị nhớ nhá, là chị đi dự án như nãy chị gặp em. Xong rồi chị đi chị người đẹp thể thao, chị cũng nắm tay em. Còn đâu chị không nhớ. Đúng không? Chắc chỉ có vậy đúng không? Hiền của mình chắc chỉ có vậy. Dạ yeah. Ừ, Đào Hiền thì chị Đào Hiền thì em ôm dự án như nãy một lần. Nó cười đấy. Sao cười? Không. Em đọc bình luận đúng không? Em đọc bình luận sao em thấy mọi người nhắc con ma ê của em đúng không? Cô Nhi ơi, nói tiếp anh chị vẫn đang nghe em nói. Kể con bé quá. Buồn. Chị bảo trước hôm trước ba top 3 mới bọn chị mới livestream xong rồi kể chuyện ma. Không biết hôm nay á hậu Phương Nhi có muốn nhập cuộc không? Có muốn có chuyện gì muốn kể không? Không, em không có nhu cầu. Mấy người ngủ chung nhau chứ tôi đâu được ngủ chung với ai đâu. Đâu, bọn chị ở phòng riêng mà. Kể cả chị Huyền đi. Chị Huyền đi nghe. Nói. Chị Huyền đi nghe điện thoại tiếp rồi chị. Chị không nhu cầu nghe chuyện ma nha. Chị mấy người ở ở chung với nhau, mấy người còn chạy qua chạy lại tôi ở mình nha trời.
Được, mai Phương trở về nha. Hay là em qua gửi với chị. Hay là em qua ngủ với chị. Chị ở đâu? Chị ở chung cư nào? Thì chị ở đâu thì chị nhắn tin em sao chứ sao chị giờ bây giờ chị nói được. Thì lắm mai bây giờ em kể chuyện ma sợ quá chị đâu ngủ được đâu. Thôi chị đừng có vậy. Ôi nhưng mà giờ bữa em có được gặp mọi người không ta? Gặp ở chị sự kiện thì chị không biết nhưng mà nếu em qua nhà chị ngủ thì được. vô tư em ơi. Chị em còn nhỏ lắm chị đừng cứ như vậy. Nhỏ sao em cũng 18 tuổi bộ em 18 19 tuổi rồi. Ok. Em gì trời. Chị đang chị đang chạy KPI ngủ cùng Phương Nhi hả? Không. Trời ơi sao cùng lại là KPI ấy? Đây là sự tự nguyện. Hai chị em mình vô tư ngủ chung với nhau, tâm sự nói chuyện làm bạn thôi em ơi. Sao em biết chị dụ ha, chị dụ dỗ em. Trời ơi, con nhỏ này. Trời ơi. Hôm chị rủ em qua nhà chung để coi phim với chị nè, xong rồi ví dụ hôm nào mà sau này em không đi chẳng còn lợi cái thứ nữa thì em về nhà em ở đúng không? Thì ví dụ hôm nào mà phải đi làm sớm mà phải lên công ty mới up thì em có thể sang nhà chị ngủ. Rồi mọi người kêu chị dụ em kìa. Trời ơi. Vậy là có ai là nạn nhân của chị Phương Nhi chưa? Có chị. Chị là hôm nào mà em phải đi làm không thiệt là muộn thì có thể qua nhà chị ngủ tại vì nhà chị rất là gần công ty. Không thiệt mà mọi người tặng em đó. Tặng cái gì mà cái nhau thấy ghê vậy. Con nhỏ mày giờ bữa chắc Linh thích cái đó lắm á. Thôi vậy hả? Ừ. Mày giờ bữa mà có đi đi qua nhà của chị Dung chơi á, chị có đi không? Hôm đó chị không đi rồi, chị có việc. Nhưng mà chắc là chị em mình cũng sẽ gặp nhau sớm rồi ạ. Chắc là thế. Ừ. Em nghĩ là mình sẽ gặp vào họp báo của Miss Rain á. Ừ, chắc là vậy, hoặc là sớm hơn, chị cũng chưa biết được. Thôi, mình kia livestream đi, chị tẩy trang đi ngủ ấy. Bye bye, Minh Kiên. Chị Hiền nhờ. Hôm nào mà phải đi làm sớm, mà phải về nhà, phải qua công ty make up thì có thể qua nhà chị ngủ. Chị Hiền ạ. Ơi. Ví dụ hôm nào mà make up sớm, có thể qua nhà em ngủ. Nhà em ở đâu? Nhà em ở gần công ty đó. Sao lại make up sớm mà lại qua nhà em ngủ là sao? Thì ví dụ make up sớm mà phải make up ở công ty ấy. Ừ. Thì có thể qua nhà em ngủ. Tại vì nhà em gần công ty. Ừ. Bọn chị cũng chuẩn bị chuyển qua chỗ gần công ty đấy. Ừ. Hai hôm nữa chuyển qua gần công ty là sẽ ở gần nhau ấy. Nhưng mà sao nó cứ rủ qua phần nhà ngủ vậy ta? Nhà chị có đồ ăn không thì em qua? Có, rồi siêu không? Nhiều luôn. Nhà chị nhiều á. Cái mắt nó còn ấy nữa chứ. Thôi hai chị em livestream đi nha, em đi ngủ ơi. Ánh mắt đúng vàng xảo. Ngon nha. Bye bye mọi người. Mọi người ơi, 3,3 nghìn người đang xem livestream của Đào Hiền. Nhờ mọi người là kéo nhau qua follow cho Phương Nhi để Phương Nhi đạt 1 triệu follower, để Phương Nhi thắng cái gì đó, cá cược gì đó nha. Chị cảm ơn mọi người. Chị Dung biết chị Dung buồn á. Trời. Thôi mọi người, bye bye mọi người, bye bye Minh Kiên, bye bye Đào Hiền, bye bye chị, ngủ ngon nha, bye bye chị, bye bye. Trời ơi, tự nhiên bye bye cái quá trời người coi sao trời, ai dám tắt trời. Ở bên đây cũng tăng vèo vèo này. Tăng nhiều quá. Thôi mọi người ơi, mọi người qua follow Á Hậu Phương Nhi nha. Thôi mọi người qua follow livestream của Đào Hiền nha. Bye bye.
mọi người qua kéo nhau qua follow Phương Nhi để Phương Nhi đạt 1 triệu người theo dõi để Phương Nhi thắng ấy nha. Cảm ơn mọi người. Ủa sao tăng quá trời tăng vậy, sao vậy? 4,000+ người xem rồi kìa. Ủa, tăng kinh khủng luôn. Trời, bên này 8,000 này trời. Sao tắt được mát. Nhiều vậy. Chấn động. Mọi người áp hờ. Thằng ấy bây giờ bảo tắt cái đêm xong mọi người ra ngoài. Mọi người đi qua sang bên kia coi đi. Thôi, bye bye mọi người. Bye bye chị nha. Bye bye Minh Kiên. Minh Kiên là hẹn hôm sau qua nhà em chơi nha. Bye bye. Dạ. Bye bye. Bye bye. Bye bye.